Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của mình. Ngày hôm nay thì lên sàn cho các bạn về mấy con chim nhà mình đang có các bạn nhé. Thì hiện tại thì mình chỉ có bếp xa máy với lại dòng spa thôi nhé. Bây giờ đang mua chim bổ cho nên anh em đừng có hỏi chim non nhé. Chim non thì bắt đầu từ tháng 3 cho đến tháng 6 nhé. Trong vòng 3-4 tháng đó thôi nha anh em nhé. Thì bây giờ nó là vô chim bổ của tất cả các cái dòng chim. Đó. Chủ yếu bây giờ là dòng spa nhé, dòng chim di cư nhé. Spa thì nó rất là hấu mồi và rất là dễ tập săn nha anh em. Lại còn rẻ nữa nhé. Đó. Spa bây giờ mình đang bán với giá là trống 200k và mái 300k nha các bạn. Đây thì con này thì nó là con trống, mình đang tập con trống nhé. Đấy. Khi tập như này rồi thì sẽ phải mất vài ngày để mình tập như này các bạn. Tất nhiên thì con này nó sẽ không phải là 200k đấy nhá, mà nó sẽ hơn một tí. Bởi vì những con này thì mình đã mất công mình tập, thì anh em mua về thì cũng tập như mình thôi nhá. Chẳng phải mất vài ngày để tập cho nó. Thì trên video của mình thì mình hay quay các con chim của nhà mình các bạn, nhất là cái trong cái chuồng của nhà mình ạ. Mình hay quay qua cái camera của nhà mình để đặt trong đó ấy, để mình quản lý chim, cũng như là những cái con nào mà nó yếu mà nó không bay lên được cầu ấy, thì mình sẽ biết đường để mình xuống mình bắt, mình cất nó đi nhá. Mình để thả ra chỗ nào đó để mình dưỡng các bạn. Dưỡng khi nào con chim nó thực sự khỏe mạnh được, bắt đầu mình mới vào dây chân lại và cho nó lên cầu nhé. Đó. Thì cứ một con chim mà mình tập cho khách như nó đứng găng và nó ăn trên găng như này thì sẽ lấy công của anh em hơn 100k nhé. Đấy, thí dụ như con này thì bình thường chim bổn mới về thì mình sẽ bán tầm 200k. Đấy. Còn nếu mà nó đứng găng và ăn trên găng như này thì bán 300 hoặc là hơn 300 nha anh em. Nó tùy vào con chim nó như thế nào, tập tành tới đâu nhé. Đấy. Đứa con này thì chỉ cần mending khoảng tầm 2 ngày nữa, sau đó là cho nó vồ nhé. Cho nó đói, bắt đầu cho nó vồ sẻ. Vào mồi sẻ cho nó nhé. Bắt đầu mang ra bãi dùng máy bắn cước đập phi thôi. Bọn này không phải tập qua tay cho nên là nó nhanh xăm lắm. Thì đợt này mình hay like TikTok với bạn, thường cứ tầm 8:30-9 giờ tối mình hay like trên TikTok. Cái kênh TikTok của mình là kênh Chim Ưng, cũng cùng với tên kênh YouTube của mình. Thì thường mình sẽ like vào buổi tối, lúc đó mình rảnh, với lại trả lời các câu hỏi cho anh em. Đấy, để cho anh em nào mà có nhu cầu thì có nhu cầu, có những cái câu hỏi gì thắc mắc thì mình sẽ trả lời trên đó cho nó nhanh. Chứ còn đôi khi các cái video này thì mình chia sẻ nó không hết ý được. Nhiều câu hỏi mà anh em hỏi mà mình không biết anh em cần câu hỏi gì để mình trả lời. Cho nên khi mà các bạn xem live TikTok, trên TikTok của mình thì các bạn hỏi trực tiếp trên đó thì mình sẽ trả lời. Trả lời cho các bạn sẽ rất là nhanh và nó đỡ mất thời gian các bạn nhắn tin hỏi. Nhắn tin hỏi đôi khi mình bận mình không có trả lời được. Đó. Đối với con spa mái thì nó to gần gấp đôi con này nhé các bạn. Như con này nó mắc của nó khoảng tầm 85 gram. Thì một con spa mái thì nó sẽ rơi khoảng tầm 130 gram đến 150 gram nhé. 150 gram là khá là to rồi đấy. Khá to thì nó sẽ gần gấp đôi con này mà. Đó. Ngoài ra thì nhà mình có cái dòng bét sa mái các bạn. Bét sa mái thì tập xăm nó còn nhanh nữa. Điều là con bét sa mái thì thường
anh em săn như ở săn ngoài đồng, săn bãi thì anh em phải tập kỹ, thả tự do được, lắp chuông điện tử bắt đầu anh em mới cho nó đi săn nhé. Còn không thì nó sẽ mất chim, bởi vì dù sao nó là dòng bổi. Còn mấy con spa này thì anh em sẽ săn bằng cước, chỉ tầm 5 ngày là săn được, nhưng anh em chịu khó tập chỉ tầm 5 ngày thôi. Đấy, mình thì cũng còn con bé sa mái thì cũng tập tành cũng sơ sơ rồi, mai chắc bắt đầu cho nó nhảy găng thử, chim nó khá là ok rồi. Ngày hôm nay thì em cân nhẹ để ngày mai mình tập quả tay. Những con bét, những con spa mình gả cho các bạn thì nó cũng giống như con này thôi. Mới đầu thì mình cũng phải tập đứng găng, thì sau khoảng tầm ngày hôm sau thì nó sẽ được như thế này. Các bạn sẽ mất khoảng 1-2 ngày thì nó sẽ tập được như thế này. Thường mình sẽ bán chim, mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách tập để đứng găng, rồi cách cho nó ăn này, nguồn thức ăn nó như thế nào. Để anh em về cứ vậy mà làm theo thôi. Đến khi nào mà anh em rành biết nhiều rồi thì gần như mình sẽ không phải hỗ trợ nữa, được chưa? Đấy, thì đối với con bổi thì anh em rất là vất vả cái thời gian đầu ấy. Gian đầu thường mình sẽ xuống cái kho nhà mình đây để mình tập chim cũng như là cầm chim nhé. Thì vào đây thì nó im ắng, nó không có người các bạn, để ngoài kia người đi người lại con chim nó mất tập trung, sẽ tập sẽ rất là lâu. Khi nào mà con chim nó thứ nhất là nó phải dạn mình rồi, bắt đầu mình đưa ra ngoài nhiều ạ, lúc đấy con chim nó mới đỡ nhảy, nó mới đỡ hoảng. Trước tiên là nó phải quen mình trước cái đã rồi tính sau. Còn đã chơi bổi thì con bổi kiểu gì nó vẫn không thuần hẳn bằng mấy con chim nuôi non lên được. Cho nên là những con bổi đôi khi đi săn nó vẫn nhát mà. Nó vẫn sợ khi mà bắt được con mồi, bắt đầu mình đến mình gỡ mồi nó vẫn khiếp mà. Nó vẫn há mồm nó sợ mà. Nhưng không sao, cái giống này thì săn bằng cước mà mình khống chế nó bằng cước mà, cho nên là không phải lo. Tập mấy con này thì nó nhanh nó sướng. Này, con này thì sáng cũng cho ăn rồi nha các bạn, chứ không phải là chưa cho ăn đâu. Có điều là tối nay mình làm clip mình cho nó ăn tiếp để cho anh em coi thôi, chứ còn chính bữa của nó là phải sáng mai nó mới được ăn đấy. Dạ rồi, ok. Bạn nào mà cần chim thì cứ liên hệ mình nhá. Tí thì mình này ra mình cho mấy con kia của nhà mình nó ăn tiếp, để đêm mình gửi chim đi Sài Gòn cho anh em nhé. Đấy, anh em nào mà cần chim thì liên hệ mình có thể gửi ship toàn quốc được nha anh em nhé, nào mình cũng có thể gửi được nhá. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.